mọi người có thích ăn nho không? Nho trồng ở Đà Lạt á không phải là điều gì lạ. Ở các tỉnh lân cận á, theo mình biết như là Đắk Lắk nè, cũng có các vườn nho mẫu đơn rộng lớn và chất lượng trái thì cũng không thua gì các giống nho nhập. Và giống nho Mỹ mà có cái vỏ màu đen và không hạt này nè, thì đang được trồng tại Đà Lạt, cũng là một điều thú vị mà du khách khi đến Đà Lạt á, đều muốn trải nghiệm. Vườn nho thì ở khá là xa trung tâm, giáp với huyện Lạc Dương và đường đi cũng hơi khó, mọi người có thể là phải đi ô tô ha. Tuy nhiên khi mà vào vườn đúng mùa trái chín á, thì mọi người sẽ thích thú khi được chạm tay vào những chùm nho đen tuyền, căng mọng và có vị ngọt đến 8-9 phần. Thì chắc là cái quãng đường xa kia đó cũng không còn khó khăn nữa ha. Mọi người nhìn thấy chùm nho này đẹp không? Nhưng mà một chùm nho như vậy là chưa chín đâu nha. Là bởi vì cái trái của nó chưa thực sự đen, nó sẽ còn những cái trái có cái màu đỏ đỏ nè. Một cái chùm nho mà nó chín á thì nó phải đen ơi là đen, đen thui thùi lùi, nhưng mà vẫn đảm bảo là cuốn cành xanh tươi nha. Mỗi năm thì nho này chỉ có 2 vụ và kỹ thuật viên phải chăm tỉa từng chùm để có được những chùm nho đạt chất lượng. Kỹ thuật canh tác thì theo tiêu chuẩn Việt Gáp nên là an toàn khi sử dụng và đặc biệt là trích xuất nguồn gốc vùng trồng rõ ràng ha, tạo sự yên tâm cho người dùng. Nói nãy giờ nghe nó lý thuyết quá ha mọi người. Thôi thì thử ăn một chùm nho để cảm nhận rằng là cha trời mẹ đất đã cho cái vùng đất Đà Lạt này của chúng ta những cái loại hoa trái ngon như thế nào. Mong là mọi người luôn yêu thích những cái hoa trái của Đà Lạt và cũng như là chọn những cái sản phẩm đặc sản của Đà Lạt để dùng ha.